Chuẩn bị sắp hết năm rồi chị ha. Còn không ít ngày nữa là đón Noel rồi và chuẩn bị qua năm 2025 rồi chị ha. Đó. Thì cô chú anh chị mình yên tâm ha. Cuối năm này chuẩn bị cuối năm này thì Điền sẽ lên liên tục những clip video bất động sản ha, giá rẻ gửi tới cho cô chú mình ha. Nói chung là tha hồ đầu tư, tha hồ mua nghỉ dưỡng anh chị ha. Đó. Kênh Bảo Điền Bất Sản xin mến chào cô chú chị. Hiện tại Điền đang có mặt ở đây là ở ngay trung tâm xã Bưng Riền, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gì ha. Xã Bưng Riền thì anh chị biết rồi. Có biển du lịch là biển Hồ Cốc và bãi tắm công cộng ha. Nói chung là vị trí này mà đi ra xuống biển Hồ Cốc khoảng là 6 7 cây số thôi anh chị. Rất là gần. Để mà gần biển Hồ Cốc nhất là khoảng là 5 cây, ít nhất phải 5 cây chị, tại vì dân cư không có nằm ngoài ở ngoài biển nha anh chị nha. Phải qua một cái rừng ha, rừng nguyên sinh đó. Qua rừng đó rất là mát luôn. Chỗ này thì ngay đây là ngay cái cung đường nhựa nông thôn hả chị, nhựa nông thôn ha, hướng trước mặt mình quay đây, đường quay đây đó là chạy thẳng ra khoảng vài trăm mét, chưa tới cây số là mình gặp ngay trung tâm xã Bưng Riền rồi. Ở đó thì mình giao với lại quốc lộ 5 ha, ở đó là có ủy ban nhân dân này, trường học các cấp này, chợ đò vân vân. Chợ Bưng Riền là bán cả ngày anh chị nha. Bên chợ Bưng Riền đó mình có đường đi xuyên rừng đó, mình đi xuống biển Hồ Cốc và chị đi thẳng đường luôn chị ha. Ngay đường này thì giao ra quốc lộ 5 này gặp ngay cái bưu điện Bưng Riền đó chị. Còn cái đường bên này này, đường Tiệm Vàng này này thì chạy ra gặp ngay chợ Bưng Riền đó chị ha. Ngay kế bên cây xăng đó hả. Và hướng chạy vô trong này là hướng chạy có thể là liên xã chị, chạy vào qua được xã Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bình Châu được luôn chị ha. Và đường này là đường đi vào khu du lịch đồi cù sinh thái chị ha, đường này nha. Đó, có điện ba pha này đi qua này đó. Nói chung là đường thông thương chị. Nay Điền có một cái sản phẩm giá cực kỳ rẻ luôn chị ha. Mảnh đất vườn 4.000 mét vuông chị, có thổ cư luôn, phụ hồng toàn bộ 40 thổ cư ha, và giá đang ngợp anh chị, bán chỉ có là 3 tỷ rưỡi thôi chị ha. Bám theo mặt tiền đường hiện hữu nhà nước là gần 80 mét anh chị, nở hậu vuông vức ha. Nói chung là một mảnh đất vườn có thể là đầu tư phân lô được này, đầu tư nghỉ dưỡng này cũng được này, đầu tư lâu dài cũng được luôn. Rồi bây giờ em Điền xin mời cô chú ha, theo chân em Điền, Điền sẽ review chi tiết của sản đó. Bây giờ Điền sẽ đi từ ngay chỗ ngã tư này đi vào luôn chị nha. Nói chung là vị trí bất sản mình thì cách cái đường liên xã này cũng rất là gần anh chị ha, cũng không xa lắm. Đây, tới đây mình rẽ vào đây ha. Nói chung là nằm khu dân cư anh chị, cái khu vực ở xã Bưng Riền này thì thực sự là thiên đường nghỉ dưỡng, đúng là thiên đường nghỉ dưỡng luôn chị ha, rất là mát anh chị. Vào bên hông nhà này đi vào nha. Nói chung là mặt tiền đường của mình thì ô tô đi thoải mái chị. Chỉ là đường bê tông thôi, như vậy ô tô đi thoải mái. Đảm bảo là bất động sản này sẽ rẻ, rẻ nhất từ trước giờ điểm quay gì đất thổ cư. Rồi bây giờ tới là Điền đang có mặt ở tại vị trí bất động sản của mình đó chị. Nãy Điền đi từ đây vào ha, đi ra chút xíu là gặp ngay ngã tư hồi nãy Điền đứng quay đó. Xung quanh thì anh chị thấy này, khu dân cư ha, nhà san sát này, đằng sau cũng dân cư ha, khí hậu rất là mát luôn gì. Thì trước khi review chi tiết thì Điền sẽ nói sơ tóm tắt những cái thông tin cơ bản của bất động sản này ha. Hiện tại bất động sản mình là đang có ha, là bám theo mặt tiền đường này là chính xác là 77 mét hơn anh chị, 77 mét hơn ha. Đường này là đường hiện hữu ấy nha, hiện tại là đường đất thôi đó, đường đất. Và chiều sâu bên cạnh này sâu vào trong là 40 mét 7 anh chị, và cạnh bên kia là mình sâu vào 44 mét à. Và cái hậu của mình á thì nó là rơi vào tầm khoảng độ hơn 80 mét anh chị. Nói chung là cái hình thù của mình thì kiểu giống như mái nhà vậy chị, mái nhà ha, mái nhà hơi xéo bên này chút, nhưng mình kiểu là thuộc dạng là nở hậu đó. Nói chung là đất đẹp như vậy nha, vuông vức, kiểu vuông vức nhưng mà như cái hình như mái nhà chị ha. Cũng rất là đẹp. Diện tích nó thực sự ra cái diện tích này quá tuyệt vời luôn chị ha. Điền cũng xin nói về cái pháp lý luôn ha. Giá bán thì Điền cũng có nói ngay từ đầu rồi đó, tổng bất động sản này
giá bán là 3 tỷ rưỡi tổng bất động sản này, giá quá rẻ luôn, giá chưa tới 1 triệu mét vuông nữa đó, mà đất khu dân cư Phủ Hồng toàn bộ ha, mình có thể lên thêm thổ cư thoải mái luôn đó. Rồi bây giờ Điền sẽ nói về cái pháp lý ha. Hiện tại bất động sản mình là đang là sổ đỏ ha, chưa cấp đổi lại số liệu mới đó. Nếu có chứng nhận này mua đó thì mình sẽ làm việc trực tiếp với chủ là cấp đổi như thế nào đó, thì hai bên tự thương lượng với nhau ha. Đó thì trên sổ đỏ theo nhà nước công nhận của mình đó là 4 sào 2 ha, và trên sổ nó sẽ ghi là 300 thổ cư đó. Nhưng mà trước là gia chủ này á là không có tiền để lên thêm lên lên đủ theo 300 thổ cư đó, nên là trong sổ mình có sẽ có cái phần nội dung ghi lại là chủ đất này chỉ là mua có là 40 thổ cư thôi, nên là tóm tắt lại là bất động sản mình là đang có sẵn là 40 thổ cư thôi anh chị ha. Đó. Rồi phần tiếp theo là nhà nước công nhận là 4 sào 2 gì ha. Nhưng mà nếu mà cấp đổi chỉnh lý ra đó thì bất động sản mình sẽ bị giảm diện tích xuống còn 3.900 mấy mét vuông thôi anh chị ha. Nói chung là gần 4.000. Đó sẽ bị giảm khoảng hơn 200 mét vuông anh chị. Đó. Đức mình sẽ lui tới đây anh chị ha. Nói chung là giáp cái nhà này luôn, giáp cái bờ rào nhà này luôn. Đó. Đó thì đó là cái phần pháp lý anh chị ha. Nói chung là sổ riêng rồi. Mình có thể mua bán công chứng ngay, nhưng mà chị đang vướng cái phần là pháp lý chỉnh lý thôi. Chỉnh lý thì nói chung là nhà nước công nhận này kia, chỉnh lý mình chỉnh lý bình thường thôi chị, không vướng bận gì anh chị ha. Ở đây thì giáp đây là cái mương nước anh chị, vào cuối nhà người ta cũng trong này này, người ta làm nhà vườn nghỉ dưỡng thôi, trong này trồng cây cối hồ ao này. Qua tới đây là 77 mét anh chị ha, 77 mét hơn đó. Đó sau cạnh này là 44 này. Đó. Và cái mặt hậu của mình á là hơn 80 mét đó chị. Điền sẽ có hình ảnh quay video video cực flycam phía cao ha, để mà cô chú mình có thể là nhìn tổng quát được. Đó. Đi ra quốc lộ 5 rất là gần đó. Ra đó trung tâm rồi, nói chung là chỗ này thì ít tiện nghi, vậy ra giáo xứ cũng gần nữa. Đó. Đó là Điền đã nói chia sẻ hết rồi ha. Thì giá bán là 3 tỷ rưỡi. Bất sản mình đang có hướng là hướng Đông Bắc các chị. Đó. Thực sự là chỗ này rất là mát luôn. Cái thế đất anh chị thấy này, thế đất thì cao ráo so với đường ha. Và hiện tại trên đất là đang cho người ta trồng nhờ cỏ cho bò anh chị, cho cỏ cho bò ăn, hệ thống tưới nước này kia. Thì thực sự là đang cần bán anh chị ha, đang ngợp ha, giá bán cực rẻ luôn. Đó. 77 mét, gần 80 mét mặt tiền đường ha, đường hiện hữu, đường nhà nước. Đó. Tổng diện tích là 4.000, gần 4.000 mét vuông đi, cho gần 4.000 đi là bán hết luôn, 3 tỷ rưỡi thôi chị, có sẵn thổ cư. Đó. Bất động sản này mà cô chú nào mà không có nhiều tài chính có thể rủ anh em bạn bè mua chung ha. Lô này tích ít nhất là không cần lên thổ cư, ít nhất là mình tách được 3 lô anh chị, tại vì chỉnh lý ra thì nó bị giảm còn có 3 sào chính thôi, 3.900 mét vuông thôi, đâm ra mình chưa đủ 4.000 để mà mình tích tách mỗi lô 1.000 chứ. Một lô tách 3 lô, mỗi lô 1.000, có một lô là 1.900 anh chị ha. Đó, mình có thể rủ mua chung ha. Tính là rủ mua chung thì bây giờ mỗi người bỏ ra cũng chưa tới tỷ là sở hữu được 1.000 mét vuông đất nghỉ dưỡng nằm khu dân cư ra biển Hồ Cốc khoảng là 6 7 cây. Ra rất là gần luôn, ra trung tâm thì khoảng cây số chưa tới. Đó là chợ trường các cấp rồi này kia đó. Qua Bình Châu thì cũng rất là gần luôn chị ha. Xã Bắc Rịa anh chị biết rồi, giáp ngay Bình Châu, đi qua khoảng vài cây số thôi. Đó, đi xuống nước nóng Bình Châu này, biển Bình Châu này, Nova World này. Đó. Còn từ đây mà di chuyển lên trung tâm huyện Xuyên Mộc cũng như là thị trấn Bất Bửu á thì khoảng đâu đó là gần 10 cây ha, gần 10 cây thôi. Và đi thành phố Hồ Chí Minh khoảng hơn 100 cây, 2 tiếng đồng hồ mình đi cao tốc á anh chị ha. Còn tương lai cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu làm xong nữa thì di chuyển 1 tiếng rưỡi thôi. Đó. Nói chung là buổi sáng chạy về đây uống cà phê còn kịp, buổi chiều lên lại trên đó là được rồi. Đó. Nghỉ dưỡng đúng chất nghỉ dưỡng luôn, chạy về rất là nhanh. Đó. Đường xá bây giờ làm quá hoành tráng rồi, quá đẹp rồi, đường đi thông thương ha. Đó. Rồi cô chú nào quan tâm bất động sản này liên hệ đi nha, số điện thoại là 0788666834 nha. Thì chí nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng, và mình sẽ thương lượng về cái phần pháp lý rồi này kia đó, nói chung là mình sẽ gặp trực tiếp nói chuyện ha cho rõ ràng. Còn về vấn đề quy hoạch này kia đó thì em Điền đã kiểm tra kỹ rồi ha, đường hiện hữu, khu dân cư Đức Phủ Hồng,
không vướng bất cứ quy hoạch gì ha, về pháp lý cô chú vậy mình yên tâm ha. Đó. Điền cũng xin được dừng video clip tại đây nha. Cô chú gì nhớ nhấn đăng ký kênh Điền ha, để ủng hộ Điền và để được đón xem những video clip mới nhất của Điền ha. Xin chào và hẹn gặp lại.